Tuần này chúng ta cùng đến với David De Gea. Trong tuần này khi mà giải Ngoại hạng Anh nhường chỗ cho các trận đấu tại vòng 5 FA Cup thì là lúc phù hợp để chúng ta nhắc đến một nhân vật chuyên cản phá những cú sút. Anh là thủ môn tài ba và dù cho những lùm xùm về chuyển nhượng thời gian qua ở Manchester United thì David De Gea vẫn luôn thi đấu với tinh thần quyết tâm rất cao và anh không ngần ngại bày tỏ quan điểm muốn trở thành một thủ môn huyền thoại của Quỷ đỏ Manchester. Trận đấu đầu tiên sau kỳ chuyển nhượng mùa đông 2016 đóng cửa, các cổ động viên Manchester United có một người hùng mới. Nhưng quan trọng hơn, họ vẫn còn có một người hùng cũ. Chúng tôi muốn anh ấy ở lại. David De Gea chắc chắn ở lại Manchester United. Vụ chuyển nhượng De Gea sang Real Madrid đã bị đổ bể. Một vụ tranh chấp tốn nhiều giấy mực giữa hai đội bóng lớn nhất thế giới. Tôi hạnh phúc vì De Gea đã ở lại và tôi tin rằng anh ấy là một trong những thủ môn xuất sắc nhất thế giới. Một cái kết có hậu. Khi cổ động viên gọi tên anh có cảm giác như thế nào? Thật khó để mô tả khoảnh khắc ấy. Nó thật khó tin. Cổ động viên Manchester United là những người hâm mộ tuyệt vời nhất thế giới. Dù đội bóng thắng hay thua, họ vẫn ở đó ủng hộ chúng tôi. 4 năm trước, David De Gea cập bến Old Trafford với tư cách là thủ môn đắt giá thứ nhì trong lịch sử. Anh có nhiệm vụ thay thế huyền thoại Edwin van der Sar. Cậu nhóc gầy gò từ Madrid phải chịu rất nhiều áp lực trong những ngày đầu và ngày càng gia tăng. Tôi gặp khó khăn với những cú tạt. Tiền đạo ở đây cũng rất mạnh mẽ. Hồi đó tôi vẫn còn hơi gầy. Tôi phải tập luyện rất nhiều trong phòng gym cũng như trên sân bóng. Bây giờ thì tôi đã tiến bộ hơn nhiều. Anh có nghĩ đến việc bỏ cuộc và trở về Tây Ban Nha hay không? Đôi lúc tôi nghĩ rằng đây không phải là chỗ của mình. Thời tiết, ngôn ngữ, cái gì cũng khác Tây Ban Nha. Rất khó khăn, nên tôi đã đấu tranh. Sự chăm chỉ và ý chí quyết tâm đã được đền đáp. Giờ anh đã chứng tỏ mình mặc vừa chiếc áo số 1 ở Manchester United. Là cầu thủ xuất sắc nhất Manchester United 2 mùa liên tiếp. Không nghi ngờ gì nữa, anh là thủ môn số 1 của giải Ngoại hạng Anh lúc này. Tôi luôn muốn được trở thành thủ môn xuất sắc nhất thế giới và cùng đội bóng giành những danh hiệu. Anh có muốn được cổ động viên nhớ đến giống như Schmeichel hay Van der Sar hay không? Có chứ, họ là những huyền thoại của đội bóng. Tôi cũng muốn được như vậy. Tưởng như đã ra đi, nhưng David De Gea quyết ở lại. Và anh là người góp công lớn nếu Manchester United tránh được một mùa giải thất bại.